thương bao con thân gái đục chân. Mai kia mốt lo còn đi lấy chồng, giờ thì ba má chiều cưng chồng cần đều lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng. Nhà người ta ba bên bốn họ nhìn gà họ nhìn họ hàng cô bác thì đỡ mẹ chồng em dâu biết con đứng ngồi nói năng lửa lời. Mẹ ơi, phận gái mười hai bên nước biết bên nào trong biết sống nào đâu. Biết gửi hai mai một ngày con xuất giá theo chồng.
cũng nghe mừng vui đôi chốn. Nhưng nghĩ đến chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa thương vừa lo.